Ừ, sẽ ai lên số 4. Tôi đang bị cởi đi ảo đây này, cái ảo đấy nó đến là tiền của tôi này. Chứ không có trái ai làm shooter không? Có mà, tôi xài mã hack suốt. Ôi. Hack tiền nè. Hack tiền hack gì nhỉ? Quên mất rồi. Hack mua vũ khí à? Lâm. Chơi phá đảo luôn mà. Chưa có vấn đề. Cái giờ thì sao ở trận nhiều con cola à ra nay mùa 4 gì đang nhận phạt nó là có lợi hơn cho nên là cứ cày đang đi cày đang nhận phạt đi tại vì đêm nay chúng ta phải chào đón ra nay mùa thứ tư cái việc Việt Nam nó gỡ Ra chứ mở được con ba lô hay con ừ, con ba lô ngon vãi dinh beo rồi đấy đi mình lấy đâu có cái ngày rồi mà mẹ, tôi muốn kiếm tem chơi đấy mà khó quá, không không ai chơi đấy luôn chị chịu chịu tối cơ. ạ. Ba lô Acadia Không phải đi chiều tối cơ, chứ đi một ngày làm gì cũng nữa. Tôi đang bị còn bí ảo đây này. Bây giờ tôi đang đánh tập với bằng quyền thì tôi gọi thôi đây này. Đâu có lọc cái tỏ gì đâu. Người thông cảm nha. Thì nó thật thì cho cái bút thao liền từ đúng. Đạp đạp biết thế nào tôi gắn bỏ thì John đang chơi được ba ở đây kìa à. Đi chơi Azul. Thì tôi bị đánh lọc tiền bà rồi okay. Mình muốn đánh đánh cô duyên mình bắt cái mạng mất trả à sorry nhé mất tôi nó bị trả bạn ba đời rồi cho nên mọi người thông cảm.